Chào các bạn, sáng nay mình cũng lên rừng nữa các bạn. Chuyến đi rừng hôm nay cũng có bạn đồng hành là một cái ba lô, một cái hai trâu. Chùa. Sao mà nhỏ dữ, một người các bạn. Đó mình đi tìm thứ có cây gì các bạn. Chùa, cái xứ sở gì mà nó nắng, nó mưa là mưa cũng chết, mà nó nắng cũng lỗ đầu các bạn. Mất hồn, nắng quán luôn. Tung trái trà la, cây trà la nó chọc đều điếu. Anh em uống nước à. Bỏ đây. Cũng đi tìm lại các bạn. Cho rằng anh em họ cũng đào tuyệt đỡ lắm các bạn. May nó sót được cái nào thì mình lấy cái nấy. Còn bữa nào không có thì mình giờ không. Mình giờ không là mình tách video luôn các bạn. Mình không có đăng bài đâu. Giờ có đâu các bạn xem mà đăng. Lần tới đây mình đánh gió thở phì phò. Bây giờ mình qua chỗ đây các bạn. Mình đang đi lang thang trên cái đồi chọc các bạn. Biến thì sạch tích được chưa? Kiên tu hú các bạn. Ui dù, chỗ đây có con heo nó nằm các bạn. Có dấu nó nằm lâu rồi. Ui dù, coi làng hoàng dịp nó kính nhỉ đồng đồng. Ui dù, sáng nay cũng thấy tàu các bạn. Đây các bạn, mình đã gặp được một cây hải châu. Cây này ơi, hai thân một gốc các bạn. Đây chùa nhỏ lá rồi các bạn. Cây đây cây lá dài chùa cha bằng ngón tay đỡ mình dăm nữa thôi các bạn. Lá này dăm thứ gặp cây nào nữa. Hồi nãy giờ mình rủi vô rừng này các bạn. Chô cái rừng nó dày. Dày kịch luôn các bạn. Không có chỗ đi luôn. Dù như chó. Mà không thấy cái nào các bạn. Gặp một hai cây trụ điện. Giờ mình rủi nữa các bạn. Đây các bạn. Mình gặp đây mới cây hai trâu, lá nhỏ dài các bạn. Ui. Anh em mà đào tê tu hết rồi các bạn. Trời, đây. Anh em mà đào tê tu hết rồi, còn đỡ lại mấy cây trụ điện luôn các bạn. Đây, anh em bỏ chào. Đấy, người đi trước đào các bạn, mình tới sau, còn lại trụ điện. Đây là trụ điện các bạn. Đấy. Trời. Chiếc đào bài ít cây trụ điện các bạn. Hay bư bư kiếm một vài cái rỡ đi dìa các bạn. Chứ anh em ở đào kỹ quá. Không còn gì nữa. Dối thiệt. Mà cũng đúng rồi các bạn. Anh em họ cũng có dứa đâu. Họ đào cũng dứa lắm. Để mình bư bậy có cái rỡ nào nha. Hết cái tủ điện nào cái làm bảy khúc bây giờ. Mình đào lên một cây rồi các bạn. Đây, cái cây đây. Trời. Giữa cái cây hoặc cái rỡ.
được quyền trồng ngọc các bạn. Cái thân bò mấy khúc rồi. Chụp chà. Thôi, cái đây là một trong hai chị em được quyền chọn một, một là bó thân lấy rỡ. Bó thân các bạn. Lấy khúc rỡ rồi. Cuối cùng mình cũng bó thân các bạn. Đấy. Không dùng cái thân. Mình lấy khúc rỡ các bạn. Đấy. Đấy. Chú, chỗ đây uống nô cũng cục luôn. Rồi, mình được một khúc. Còn khúc thân này các bạn. Chỗ đây mèo nước mầm là được rồi. Một cái rỡ nữa. Cái rỡ mà có ở đây thân nè. Chỗ đây là cái thân. Ở dưới đây là khúc rỡ. Rồi, mình được hai cái rỡ. Qua đây. Để mình bư tiếp nữa. Góc này nữa các bạn. Thứ nó được cái gì nữa. Cái thân này thẳng lắm các bạn. Đây. Đấy. Thử coi khúc gốc không? Ngày trước anh em họ đào và bó này các bạn. Khô nha. Đây. Thấy chưa? Đào lên cái rỡ thiệt dài dài. Cái coi dài bó này các bạn. Chùa. Lãng phí rồi chưa? Hôm nay mình móc từng cây rỡ. Mà ngày trước anh em lại bó như vậy. Ồ, đây. Đây các bạn. Đây có được cây rỡ nữa này. Cái coi đây. Đây. To ngón tay rồi. Thật, mình lấy cái rỡ đây nữa các bạn. Một cái rỡ đây. Thật, lấy cái rỡ chút luôn. Đây các bạn. Hồi nãy giờ mình banh bư nha. Được mấy cây củi á. Chù, cây hải trầu. Không có cái rỡ. Chù, thỉnh. Thỉnh như chi các bạn. Một cây củi. Cái này có được ít cái rỡ. Hai cây cuối. Đây. Đây là chân rỡ các bạn. Cái rỡ mà mình kết thân bó. Cái đây nó có đầu. Mấy cái thân này các bạn. Một cây cuối nữa. Ba cây cuối này. Bốn cây cuối. Cái đây làm khổ rỡ. Cái đây có được cái thân. Năm cây cuối. Ui. Sáu cây cuối. Sao? Mình được sáu cây cuối các bạn. Lần quanh thứ còn cây cuối nào nữa. Làm bài ít cây cuối cái chạy gì các bạn. Chứ không còn gì nữa đâu. Bây giờ mình đào tiếp một cái rỡ đây nữa các bạn. Hai trâu. Lá nhỏ dài các bạn. Cái khu vực đây mình thấy lá nhỏ dài. Một kiểu các bạn. Không có lá toàn. Dài toàn gì mình đào. Sạch ráo các bạn. Cái nào thích là mình đào rồi. Đây. Cách tiếp cái rỡ đây nữa. Mình đào nó lên rồi các bạn. Được một cái rỡ. Chù, hai cái chân chẳng hẳn nữa. Một cái rỡ các bạn. Đây, một cái cây. Chù, cái cây không có chút rỡ. Đấy. Thực tôi dài nữa chứ. Chù chà. Đấy. Bỏ vào đây các bạn. Để mình kiếm thử còn khúc nào nữa không. Đi mối các bạn. Mà tìm mà. Không ra cây nào nữa. Chù. Ở kia giờ cũng nắng. Đằng xa có con tàu các bạn. Đấy. Có con tàu. Dếu dò các bạn, không thấy nữa. Mình được hôm nay tới, mình đếm tổng cộng mình được bao nhiêu khúc cuối. Rồi mình dọn mình đi giờ các bạn. Một cây cuối. Đài. Chút chặt coi không có rỡ. Cờ nó các bạn, tầm sống này ra coi. Mà không sống thì ra cuối. Đây, chút chặt cái trụ điện. Đấy, hai cây trụ điện.
ba cái trụ điện các bạn. Chỗ trụ điện gì mà tụt lúc không có cái rỡ, ba cái trụ điện mất cái rỡ, một cái rỡ. Một cái rỡ, hai cái rỡ, ba cái rỡ. Chút cái này, bốn cái rỡ. Năm cái rỡ. Kích lưới gốc luôn các bạn. Mình kích trụ lưới còn cái gốc không này. Đấy, 6 cái. Sau 1, 2, 3 cái củi, 6 cái rỡ các bạn. Bây giờ là mình gom nó đây lại, mình đi giờ các bạn. Chiều rồi, chuyến đi rừng mình xin kết thúc ở đây các bạn. Giờ mình dắt mấy cái củi đi giờ.